Sầu riêng. Ủa sữa ăn gì ạ? Sầu riêng. Ngon quá dạ. Sầu riêng đâu mà ăn dạ? Ăn như vậy. Wow, trời ơi, một hộp sầu riêng ngon lành luôn, ngon khó sảy con bà Bảy luôn. Sao con ăn mình dạ, con không đem qua cho ngoại với? Đem cho ai ạ? Ê, 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 coi chừng mất cổ á. Ừ, bưng đi. Cho ai dạ? Hả? Trời ơi, bưng cho ai? Bưng cho ngoại. Dạ, bưng cho ngoại. Đem cho bưng cho ngoại. Ờ, ngoan nha. Nặng quá. Nặng quá hả? Được không? Ừ. Bưng được không? Ê, đổ, đổ, đổ. Nè đi, cha bưng theo. Cái chuyện phải dạ thương nghe không? Nè, cha trái với coi. Hết hết mũi đó, dục đi, dục đi. Hết chưa? Hết chưa? Được. Dạ chưa? Ngoan ngoãn nghe không? Nói chuyện dạ thưa hay không? Ừ. Ở nhà, ở ra ngoài đường nói chuyện dạ thưa, trong nhà cũng phải dạ thưa không? Tại nhiều ông bà cô chú thương mình đó. Trời ơi. Ơi. Con nha. Lấy một cái thôi nha. Còn cho bà ngoại nữa. Bà ngoại ngủ rồi, đừng vô. Rồi rồi, bà ngoại lấy miếng rồi. Rồi lấy một cái thôi nha. Về đi. Dễ vậy, bưng cho bà ngoại nữa. Cảm ơn ông ngoại, ông ngoại cảm ơn sữa à. Mở dùm. Rồi tới thui làm sao vậy? Trời ơi, đi đâu nữa vậy? Đây ngoại ngủ. Cái hả? Hả? Giờ này có gói sầu riêng. Trời ơi, ăn miệng mồm là trời. Trời ơi. Ăn sợ ói tắt nhạc á. Tắt. Nè. Ăn sợ ói á. Trời ơi, bưng vậy luôn hả? Rồi bà ngoại đâu? No quá con ơi, no quá, ngoại không ăn đâu. No lắm. Không ăn sao được, nó bưng vô ngoài. Sợi dây cũng ngon đâu má. Bưng ngon lắm. Con lấy con, con lấy con muối nhỏ cho ngoại đi. Nè, nè, muối nhỏ giờ nè, út đưa nè. Rồi con. Còn ai nữa không? Để lại cho nó thôi. Dạ. Để lại cho em. Em đẩy được sợ. Giờ 9 giờ mà đem sầu riêng mời mọi người. Đúng là sữa, chỉ có sữa. Rồi. Ai nữa? Dạ cũng út. Cảm ơn ngốc. Bye bye ngoại, chúc mày ngủ ngon đi. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Hở hở ông ngoại ăn nữa không? Ngoại ăn nữa không? Kinh ghê. Hở ngoại ăn nữa không? Cho ngoại muốn nữa coi. Con ôm nhau vậy mình dơ sao? Mấy người con miệng mòn mà. Cái gì á? Dướng sơ vậy? Dướng sơ. Cho ngoại muốn nữa nha. Rồi, nè, trả nè. Rồi. Rồi, mẹ cắn luôn rồi. Rồi, cảm ơn mà sữa nha. Dạ, mai con mua về cho ông ngoại nữa nha. Đẩy ông ơi. Đổ ông ngoại ơi. Đẩy luôn đó ông ngoại. Hay quá. Rồi. Bưng hai tay mới được. Ừ, bưng lên vậy đó. Giờ đi về đi. Rồi, cảm ơn ông ngoại nha. Rồi. Trời ơi, rớt rồi. Trời ơi. Rồi, vô nè. Trời ơi, rớt, tới mấy ngày luôn. Rồi, rồi, bưng hai tay. Ngon quá, sầu riêng ngon. Đúng quá. Dạ, ngon quá, cảm ơn cha đi. Đang cầm tôi cười. Cha cầm cầm sầu riêng. Xong chưa? Ăn gì có tay, có miệng rồi ngủ nha. Còn ai chưa ăn? Còn ba Minh ăn chưa? Mang dép vô, mà đi mà mình xa lắm rồi, mang dép vô. Đi đâu vậy? Ba Minh ngủ rồi bà. Ba Minh ngủ rồi, đi đường này đâu được. Dạ, con nhẹ kia, đi con đi mời ba Minh ăn. Ba Minh ngủ rồi, đóng cửa rồi, thấy không? Đi đường này đây nè. Đóng cửa rồi, nó thôi à. Ba Minh đâu? Ba Minh ngủ rồi. Cảm ơn. Chúc ngoại ngủ ngon. Ngoại ngủ ngon. Ngoại chúc ngủ ngon.
ngoại ra đóng cửa nha. Dạ. Ngoại đi ngủ à. Hẹn gặp lại ngoại. Ngoại đóng cửa. Nó đi qua bên mình không? Bên mình ngủ rồi. Đi đường bên đây nè. Ừ. Vậy khỏi qua bên mình hả? Ừ. Có qua mời quý khán giả không? Thôi đi qua bên mình nè, ai cho bên mình muối đi. Tại vì bên mình nhiều khi bên mình thức khuya. Cho bên mình muối nha. Nhà bên mình có gì cũng cho con ăn mà. Mang dép vô đi. Trời ơi, chụp không? Dép màu đỏ nè. Dép này nè. Đi đâu? Dán vô dép vô. Vỗ tay hả? Trời ơi. Được chưa? Rồi mang dép vô. Đi đâu? Mang dép vô đi đường này nè, đường kia đóng cửa rồi. Mang dép vô. Dép vuốt kìa. Gì á? Trời ơi. Con chừng con ói vậy nè. Nè, dép nè, dép màu xanh nè. Không có đi hả? Về phải không? Con mình ngủ hả? Rồi. Bỏ tủ lạnh nè. Tủ trên. Tủ ở trên. Tủ dưới nó đông đá luôn á. Thôi, tủ dưới vô đống đá nè con. Không được. Tủ ở trên nè. Ở cô Dị Nguyệt chưa? Mời Dị Nguyệt chưa? Dị Nguyệt tôi có về. Về rồi. Lâu ra coi coi mời gì Kinh Nguyệt với chú Kinh Phong một muối đi. Lâu rồi không mời hai chú. Cho Kim Âm này. Ờ cho Kinh chú Kinh Phong Ngọc đó muối đó. Rồi cho Kim Nguyệt muối này. Ừ. Rồi ra hỏi gõ cửa thôi. Mời người ta muối, người ta cũng thương con mà. Không mang dép vô hả? Con mang dép. Ờ mang dép đi cho nó sạch chân. Muốn bệnh rồi quý bà cô chú ơi. Đợi xíu con đi mua, đi mời dì Kinh Nguyệt với chú Kinh Phong ạ. À. Đây là ông bà nhà chồng. Ờ, ông nhà chồng với bà nhà chồng. Sao vậy? Dì Nguyệt tôi có về. Về rồi, rồi gọi cửa coi. Sao hả? Tao lại đây coi, đi theo cha coi. Đi lại cha coi coi vậy chưa? Đi đi. Về rồi, xe nè, xe nè. Xe của dì Kinh Nguyệt nè. Đúng không? Xe của dì Kinh Nguyệt chú Kinh Phong nè, gọi gõ cửa rồi. Không. Hả? Không. Vậy là vô luôn hả? À, thôi đóng cửa rồi. Thôi đóng cửa rồi. Đóng cửa, không gõ cửa. Thôi vậy để cho dì Kinh Phong với chú Kinh Nguyệt ngủ ha. Ủa? Ờ, dì Kinh Nguyệt với chú Kinh Phong. Rồi đem vô bỏ tủ lạnh. Rồi. Rồi mình ngủ ha. Ngủ mai rồi mai dậy sớm mời hai cô chú ha. Trời ơi, lụm lên. Ho không bệnh rồi đó. Được không? Đó 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 đó. Mở cái tủ trên đi con. Rồi. Ra bầm cho con gãy. Sao ra bầm không được? Cho đang quay sao cho bầm được? Thôi đây cho cất cho. Dạ đây. Cất đây nha. Gạo ngày mai trà sữa sẽ mời. Còn ai chưa mời nè? Rồi đóng cửa lại. Còn ai chưa mời? Hả? Đóng cửa này ngoài đây nữa nè. Cửa ngoài đây chưa đóng nè, mèo vô á. Con mở cửa, đóng cửa vào đây đi. Tắt đèn nữa. Được chưa? Rồi đèn đâu? Cẩn thận nha, cái chân á. Rồi tắt đèn, chào quý bà cô chú ngủ luôn nha. Tắt đèn.
Thôi chào tạm biệt quý bà cô chú nha. Bây giờ trà sữa đi ngủ đi. Hẹn gặp lại quý bà cô chú trong video theo. Bye bye mọi người ạ. Chào tạm biệt đi. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại. Bye bye. Chào đi con. Hả? Vô ngủ ha. Dạ thôi chào tạm biệt quý bà cô chú. Hẹn gặp lại quý bà cô chú trong video theo. Con cũng về chú theo dõi video của trà sữa. Thế Vĩnh chào khán giả con. Dạ. Dạ bye bye, chúc mừng cô chú ngủ ngon.